thì quả bơ là một cái loại trái cây nó chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng đặc biệt là cả cái loại mỡ có lợi cho sức khỏe thông thường khi mà chúng ta nói về mỡ hoặc là chất béo á, thì thường chúng ta chia nó thành mỡ bão hòa và mỡ không bão hòa trong mỡ không bão hòa thì chúng ta có mỡ dạng trans mà người ta còn gọi là trans fat và mỡ dạng cis hay còn gọi là cis fat trong mỡ dạng cis á, thì cũng có cả cái chất béo đơn không bão hòa mà người ta gọi là monounsaturated và chất béo đã không bảo hòa hay còn gọi là polyunsaturated. Thì trong những cái thứ này, mỡ bảo hòa thì không tốt cho sức khỏe. Mỡ dạng trans, tức là trans fat thì không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà cả cái cis fats, tức là cả cái chất béo đơn không bảo hòa và chất béo đa không bảo hòa thì lại có lợi cho sức khỏe. Và vấn đề nằm ở chỗ đó là trong quả bơ thì có rất là nhiều các cái loại chất béo dạng xít. Thì trung bình trong một quả bơ là có khoảng 22 gam mỡ, trong đó là 19 gam là mỡ dạng xít và chỉ có 3 gam là cả cái mỡ mỡ bão hòa mà thôi. À, cho nên có thể nói trong quả bơ là có rất là nhiều cả cái chất béo có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ là nó lại chứa quá nhiều mỡ thì thông thường á, một người Việt Nam trung bình á, thì người ta khuyến á, là mình ăn chừng khoảng 1500 kcal mỗi ngày và trong đó là có chừng khoảng từ 20 cho tới 35% á, là cả cái calorie đến từ chất béo. Cho nên nếu tính sơ bộ á, thì điều này có nghĩa là trung bình mỗi ngày á, người ta khuyến cáo á, là mình ăn chừng khoảng 50 g chất béo. Điều này có nghĩa là nếu như mà quý vị ăn một quả bơ thì quý vị đã bổ sung cho mình lên tới 50% lượng chất béo được khuyến cáo mỗi ngày. Và nếu như mà quý vị ăn hai quả bơ thì có nghĩa là quý vị đã bổ sung đầy đủ gần như là 100% lượng chất béo mà người ta khuyến cáo quý vị phải ăn mỗi ngày. Và à, trung bình là một quả bơ như thế này là nó có chứa chừng khoảng 250 kcal. hai à, quả bơ sẽ là 500 kcal, tức là nó tương đương với một phần ba lượng năng lượng hàng ngày của quý vị. Cho nên nếu như mà quý vị ăn một ngày hai quả bơ, mặc dù nó có lợi, nhưng mà nó sẽ làm cho quý vị tăng cân. Mà tăng cân thì đây là một điều không có lợi, tại vì nó sẽ gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Thì câu hỏi là ăn bao nhiêu quả bơ mỗi ngày thì được, thì nó thì câu trả lời là nó sẽ phụ thuộc vào chế độ ăn của quý vị. Nhưng mà thông thường thì chừng khoảng 1 phần 2 quả bơ mỗi ngày là quý vị có đầy đủ cái lượng dinh dưỡng mà quý vị cần